Với sự tôn trọng, không cần cầu. Rằng Hồng Nô không phải là con ruột của Đại Dương. Nếu mà sau này khi mà Tần Dương biết được thì lợn lành sẽ biến thành lợn què. Tới chừng đó thì việc hòa thân và ban giao giữa hai nước đâu có lợi gì chứ. Tôn Tẩn à, Tôn Tẩn, đến giờ phút này ngươi còn dám kháng lệnh của bản Dương hả? Tánh tình của ngươi như vậy nhất định sau này sẽ phản lại bản Dương. Bản Dương làm sao mà dám dùng ngươi nữa chứ. Được, bây giờ bản Dương lấy lại binh quyền và cách chức của ngươi. Xin Đại Dương nghĩ lại. Ngươi đâu, lập tức đem Tôn Tẩn ra đánh 30 rồi và đuổi hắn ra khỏi bản quốc. Dạ. Công chúa, ăn chút đồ đi. Hồng Nô, tiểu thư, Hồng Nô, họ có làm khó dễ vậy em không? Chỉ là không cho em đi ra, nhất định phải gả em cho Tần Dương. Hồng Nô, Tôn đại ca đã vì em mà bẩm cáo với Đại Dương, giờ này chuyện đã ra sao? Anh đã đắc tội với Đại Dương. Đại Dương ra lệnh ngày hôm nay phải rời khỏi bổn quốc. Từ sao phải ra nông nỗi này? Tiểu thư, cô hãy giúp giúp em. Cô giúp không được thì hãy nhờ bà Nguyên giúp đỡ cho. Thật ra cái gì? Em cảm thấy câu chuyện này rất kỳ quái. Tại sao Đại Dương không tuyển chọn người khác mà nhất định phải chọn nô tỳ này chứ? Tuy là thân em bây giờ là con nuôi của người, nhưng dù sao đi nữa em vẫn là một nô tỳ. Hồng Nô, về chuyện này ta thiệt là xin lỗi em đó. Tại sao tiểu thư lại nói vậy? Người ta nói chuyện hòa thân với Tần Quốc là điều do tướng công của ta làm ra mà thôi. Là anh ta? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ nào trong lòng anh ta vẫn oán hận em? Ta thế cho anh để chuộc tội. Tiểu thư đừng nên làm như vậy. Hồng Nô không chấp nhận được. Hồng Nô, tiểu thư, xin lỗi em. Ta sẽ cố gắng an bài cho em gặp lại Tôn đại ca. Không được, họ không thể gặp nhau. Quỳnh đã nhẫn tâm tách rời hai người đó, chẳng lẽ Quỳnh muốn phá hủy cái đời hạnh phúc của Hồng Nô hay sao? Giúp hai người gặp mặt nhau cũng không được nữa hả? Không phải là anh không chịu giúp họ, nhưng mà hiện tại bây giờ Đại Dương đang tức giận Tôn Tẩn. Nếu như Đại Dương biết được chuyện ta giúp cho Tôn Tẩn thì đầu người sẽ bị rớt xuống đó, và tính mạng của gia đình chúng ta cũng khó bảo toàn được. Muội không nghĩ rằng Đại Dương trách tội như vậy. Lần này người đã lợi dụng Hồng Nô để hòa thân, để tránh đi sự đau khổ phân ly của tự mình. Thực ra bọn họ sớm muộn gì cũng phải chia tay mà thôi. Nếu như họ có gặp mặt một lần đi nữa, chỉ làm cho họ khó lòng chia tay. Như vậy để làm gì chứ? Quỳnh đã biết như vậy, tại sao Quỳnh lại phân chia hai người chứ? Cho nên anh nói, ý nghĩ của em thật là đàn bà. Em có biết không, bây giờ cái việc hòa thân đó đối với nước ta rất là có lợi. Một tên Hồng Nô có ý nghĩa lớn đối với quốc gia, thì ta phải cảm thấy mình là người may mắn nhất mới đúng chứ. Tại sao con người của Quỳnh thay đổi như vậy? Hèn chi lúc trước khi cha ra đi, cha đã nói muội và Tôn Tẩn hay để ý đến Quỳnh. Thì ra lần trước những lời cô đã nói, tức là cô muốn nói tôi rằng người mà khiến cha cô không được yên tâm là tôi hả? Có phải như vậy không? Thôi được, ta nhất định không giúp người đó. Coi thử họ làm gì được ta. Người đâu, bắt cô hai lại. Không có lệnh của ta thì cô hai không được rời khỏi phòng nửa bước. Tôn Tẩn lập tức thu xếp hành lý, chúng tôi đưa người lên đường rời khỏi Tần Quốc. Tôn Tẩn tôi ghét, bây giờ người không có quyền không có gì, chúng tôi không sợ người đâu. Anh đã cả gan kháng lại lệnh của Đại Dương. Thì ra là anh,
Sự rời khỏi của tôi là sự vui mừng cho anh đó. Lần này là sự chú ý của đại dương. Thân tôi là thần trong triều, nhất định phải tuân lệnh. Cho nên lần này đại dương cho tôi làm người giám thị và bắt anh phải đi. Tôn Tẩn này đã coi anh như là huynh đệ sống chết. Nhưng mà anh không những không thông cảm cho tôi, mà trái lại còn vô tình. Tôi biết là hiện giờ anh được đại dương coi trọng, và trước mặt đại dương nói xấu về tôi. Đại dương chọn Hồng Nô để hòa thân là do chủ ý của anh. Tội gì mà không có lời lẽ. Anh còn muốn tội gia tăng nữa hả? Đừng có nói nhiều nữa, lập tức thu xếp rời khỏi đây. Tôi vốn thanh bạch liêm khiết, thì cần gì thu dọn. Tôi không giống như anh, tham danh tham lợi. Nếu ngày nào anh rời khỏi triều đình, phải thu dọn 3-4 ngày mới xong đó. Tôi cũng muốn tranh luận với anh. Bắt hắn đi. Dạ. Là vô dụng. Ê là từ nay về sau chứ không thể lo cho thiếu gia. Đừng nói nữa. Tiểu hả? Sau này hãy giúp tôi săn sóc cho thiếu gia. Đừng giống như trước kia bỏ mặc mọi việc. Huynh đệ, tôi đi trước nha. Đại hả? Đại hả? Đại hả? Đại hả? Đại hả? Đại hả? Thank you.
Hồng Nô, đừng buồn nữa. Trời đất bao la, sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân mà. Em càng nhìn lâu thì càng buồn khổ. Mình đi nha. Em đã được sinh trưởng nơi đây và trưởng thành cũng tại nơi đây. Cây cỏ ở đây em cũng thấy quen thuộc. Nếu không vì bất đắc dĩ thì em đã không ra đi đâu. Thiếu gia, tùy cổ đi. Coi kìa, Ngụy Quốc đã không cần đến em, cho nên mới đem em gả cho Tần Quốc. Em còn khóc làm gì? Đương nhiên rồi, em từ bé đã sinh ra ở đây, đã được lớn lên ở đây. Mọi vật ở đây đều có tình cảm với em. Nếu không vì chuyện bất đắc dĩ thì em không bao giờ rời khỏi nơi đây. Nè, sau khi rời khỏi chỗ này, anh sẽ dẫn em đi du ngoạn khắp nơi. Tới chừng đó, mong là em có thể sớm quên được chuyện buồn này. Có được không? Em không vui là tại vì anh đó. Đúng ra anh có thể vì Ngụy Quốc mà kiến công lập nghiệp. Lần này anh dẫn em đi, chẳng những ảnh hưởng tới tương lai của anh, e rằng ảnh hưởng đến sự băng giao Ngụy Tề hai nước. Gia lại con người có bằng quyền, có tâm địa độc ác, bên cạnh tiểu thơ thì không có người săn sóc. Bây giờ thất quốc tán loạn, không phải người đánh ta thì ta đánh người. Mình thì không có nên nghĩ nhiều nữa. Còn bà Nguyên, tuy anh và ảnh có sự bất hòa nhau, nhưng mà tâm địa của anh ta không phải xấu xa lắm. Còn về phần quán nương thì em không cần phải lo lắng nữa. Anh lúc nào cũng vô tư nên lúc nào cũng không cần lo nghĩ tới. Em từ nhỏ đã trưởng thành trong sự chiến tranh loạn lạc. Em sợ nhất là giặc giả. Mỗi lần có giặc là đau khổ nhất, trừ ra những binh lính. Còn những ba tánh như em đây. Được rồi, anh làm quan cũng không làm. Em vừa làm chưa? Mình đi nha. Đi. Thiếu gia, mình còn phải về Tài Quốc sao? Lần này chúng ta dẫn Hồng Nô đi, không biết Ngụy Quốc có tra cứu hay không. Bây giờ chúng ta tạm thời dân du tứ hải rồi mới tính sao. Được. Họ đang làm gì vậy? Hình như là hai cha con đó. Cái người đàn ông này thì là vô lý. Ông ta một mình khổ được rồi, còn bắt đứa con phải giống như ông nữa. Em thấy hình như mấy người đó thiệt là thành kính. Như vậy đáng lý ra tinh thần phải được thoải mái, nhưng mà không ngờ lại có một người cha như vậy. Hey, nhảy. Hey, nhảy lên. Hey, nhảy lên. Hey, nhào lộn đi, nhào lộn. Oh, hay quá, hay lắm. Lý gia, hay không? Nhảy đi. Hey. Tiểu Hả, đồ đã nướng chín chưa? Gần được rồi. Khang Nhi, con còn nhớ những gì hôm qua cha đã dạy con không? Dạ nhớ. Đọc lại cho cha nghe. Khẩu khứ khung trùng kinh sách nhi, tiện nhân ngã vãng lai. Đó là thế giới cảnh thời vui sướng của nhân gian. Thông minh lắm. Nè, ăn đi. Công tử à, bên kia chúng tôi có nướng nhiều đồ ăn lắm. Nếu không chia bài thì chúng ta hãy cùng ăn. Không cần khách sáo,
chúng tôi có mang thai lương khô, cảm ơn cô. Đây là con trai của người hả? Nó tên là Điền Khang. Khang Nhi, chào chị đi. Chào chị. Ngoan. Khang Nhi à, bên kia chị nướng rất là nhiều đồ ăn, nếu như ăn không hết thì uổng lắm. Hay là em tới ăn giúp giùm chị đi nha. Con hãy tự quyết định. Đây là con trai của anh ta hả? Phải. Chào anh. Ngoan, lấy đồ ăn cho em ăn nha. Anh à, em có thể đem những đồ ăn này qua cho cha em được không? Ha, đương nhiên được, em thì là có hiếu. À, cho em cái này lớn nè, được không? Cảm ơn anh, em lấy cái bánh hấp đó được rồi. Thịt gà này rất là thơm. Cha đã nói bây giờ chỉ được ăn chay, không thể ăn thịt được đâu. Có lộn không đây, tại sao cha của em bắt em làm vậy? Còn tưởng là em hiếu thảo lắm, thì ra là cha của em hả? Ông nhất định là người rất là dữ. Không phải, cha em là một người tốt đó. Cha của em gạ em thôi, em còn nhỏ vậy đáng lý phải ăn nhiều đồ ăn mới được chứ, có phải không? Anh thiệt nhiều chuyện, cô của người ta mắc mớ gì mà có quan hệ đến anh đâu. Anh muốn cho nó tốt thôi, anh sợ sau này nó chỉ còn da bọc xương thôi. Em coi, ốm nhôm à. Xin lỗi, con trai tôi đã làm phiền mọi người. Anh làm cha người ta kiểu nào đây? Một đứa trẻ như vậy đáng lý ra phải được sống vui vẻ mới phải. Thật xin lỗi đã làm phiền các vị. Khang Nhi, cảm ơn mọi người đi con. Cảm ơn các anh các chị. Cảm ơn. À, thái độ gì kỳ vậy? Nói chưa có xong gì hết bỏ đi rồi. Anh thiệt là vô lý đó. Sự việc chưa đã rõ ràng mà trách móc người ta. Em nhìn thấy Khang Nhi là người nhã nhặn, biết rằng cha của Khang Nhi không phải là người xấu. Đi theo cha của nó, gà nướng cũng không được ăn. Nếu anh là cha đó hả, anh sẽ chuyển đồ ăn lại cho con mình ăn. Từ nhỏ các anh đã sống trong gia đình giàu sang phú quý, làm sao biết được cuộc sống cực khổ. Anh thấy vị công tử này tuy rằng cần cù tiết kiệm, nhưng giáo dục con cái rất cẩn thận. Đó là điều mà một người cha phải nên làm. Em quen với anh ta sao? Còn bên việc cho người ta? Thật ra đối với một đứa con nít, có gì quan trọng hơn là sự lo lắng của người thân đối với mình chứ. À nè, quen em đã lâu, anh còn chưa biết tại sao em bị bán vô gia đình của Dượng anh. Em đã sinh ra tại một tiểu trấn nhỏ, tuy gia đình rất nghèo nhưng mà sống trong sự ấm cúng. Nhưng từ lúc Ngụy Hàn giao chiến, chúng tôi lại bị bắt rời khỏi quê hương. Khi đến Đại Lương, cha mẹ vì quá lao lực đã lâm trọng bệnh. Sau đó mẹ em bất hạnh qua đời. Cha em nghe nói Nhiêu đại nhân là người quân tử của nước Ngụy. Từ cơ lúc ông đi ra ngoài, cha em quỳ xuống cản trở, xin bán con chôn vợ. Cũng may có một người tốt bụng đã thu nhận Hồng Nô. Sau đó thì sao? Từ lúc đó Hồng Nô không bao giờ thấy được cha nữa. Mấy tháng sau, nhận được tin của người trong làng báo, cha của em đã qua đời. Tuy cha của em xa em, nhưng mà vẫn sắp xếp chu đáo cho em. Cha của em không phải là người giàu có, cũng không phải học rộng tài cao, nhưng mà người đối xử với vợ con rất tốt. Em cảm thấy cha là một người cha tốt nhất trên thế gian này. Cho nên em đối với những người cha biết săn sóc đến con của mình, đó là điều rất đáng kính. Không sai. Còn anh, cha mẹ anh đối với anh có tốt không? Anh có hiếu thuận với các người không? Anh, đương nhiên rồi. Vậy nghe nói là Ngụy Huệ Dương gả con gái qua Tần Quốc,
thần thế lớn lắm đó. Ê, có 1000 chiếc xe ngựa, 2 vạn ngọc ngà châu báu đó. Ê, đâu có dễ gì chứ hả? Điều duy nhất bọn ta sợ là Tần Quốc tấn công nước của mình đó. Ờ, à, đúng vậy. À, chú à, chú à, à, cho xin hỏi Ngụy Huệ Dương gả đi người công chúa đó tên là gì vậy? Hả? Tên là gì hả? Hình như là Hồng Nô đó. Hồng Nô hả? Nghe nói là đánh anh ta làm gì? Tại ngứa tay mà. Thiệt là người không có đạo lý. Đúng rồi. Phải, phải đó. Thiếu gia, Hồng Nô ở đây mà. Ta biết rồi. Nhất định là Ngụy Huệ Dương sợ mất đi cái quyền ban giao giữa hai nước, cho nên giấu đi cái tin Hồng Nô trốn chạy và tìm một người khác thay thế Hồng Nô gả qua Tần Quốc. Như vậy không phải gặp Tần Quốc hay sao? Nếu như bị Tần Dương biết được thì hậu quả sẽ rất là lớn đó. Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà anh có thể khẳng định chúng ta từ nay sẽ không bị làm phiền nữa, bởi vì Ngụy Dương không muốn sinh ra chuyện. Tin mừng đó, đáng chúc mừng. Ta biết trước ngươi sẽ nói vậy mà. Không có gì cũng đánh hả? Ta ngứa tay đó. Phải. Đáng chết. Ê, tới vậy à, cho bên trai đi. Uống lên bên này. Uống đi. Uống đi hả? Khách quen, mời vô. Nè, mời tự nhiên ha, mời tự nhiên. Mời vô, mời vô. Ngồi đi hả, ngồi đi, ngồi đi. Các vị khách quen muốn dùng cái gì hả? Một tô mì thịt bò là tô lớn đó. Tiểu Hóa à, đừng nhiều chuyện. Mang ra tôm cua với cá mỗi thứ một chút được rồi. Em muốn ăn thịt gà. Thêm dĩa thịt gà. Xin lỗi khách quen nha, các món cái gì đều nói á đều không có. Ở chỗ này á chỉ có rau cải và đồ chay thôi. Có thiệt không? Cái quán lớn vậy mà lại không có bán thịt sao? Không phải, chuyện là như vậy. Triệu quốc chúng tôi có một đại tướng quân tên là Điền Cảnh, rất có hiếu với mẹ. Mẹ của ổng đã bị mất rồi, và ổng vì muốn tròn chữ hiếu, cho nên đã quỳ trước mộ của mẹ ổng 3 năm để mà để tàng. Tất cả người trong làng chúng tôi rất là kính phục ổng, cho nên mỗi lần tới ngày giỗ của mẹ ổng, chúng tôi đều phải ăn chay 10 ngày để mà tỏ lòng thành kính. Một mình anh ta không ăn được rồi, bắt người ta phải giống như ảnh sao? Ông chủ à, lúc nãy ông đã nói đến Điền Cảnh tướng quân, có phải là ông ta có một đứa con trai tên là Điền Khang không? Phải, thì ra các người quen biết ổng hả? Quen biết. Hôm qua ở trên lộ nhìn thấy ông ta vừa quỳ vừa lại không biết làm gì. Bởi vì tương truyền rằng phía tây của chúng ta có một tượng Tịnh Giác thần tháp, nếu như cúng đầy đủ hương khói thì có thể gọi dòng hồn của người chết về. Cho nên Điền tướng quân mỗi năm vào giờ này đều phải dẫn đứa con đi quỳ lại, cũng vì muốn cúng thêm nhang đèn cho người mẹ. Sự hiếu đạo này của ổng thì khiến cho người ta kính phục đó. Em đã nói rồi, ông ta không cho ăn thịt tất nhiên là có nguyên do gì đó. Anh còn chọc ghẹo người ta nữa. Anh làm sao biết chứ? Ông chủ à, tôi muốn biết về chuyện của Điền tướng quân nữa. Ông có thể nói cho tôi nghe được hay không? Dạ được. Thật ra chuyện của ổng ở trong trấn này ai cũng biết hết. Lúc Điền tướng quân còn nhỏ thì cha đã chết, cùng với người mẹ tương sống lẫn nhau. Có một lần hai mẹ con lưu lạc tha hương, và mẹ của ổng đã bị bệnh nặng, và có một người đàn ông ra tay cứu giúp họ rồi mang về nhà của mình. Mẹ hả? Mẹ? Mẹ hả? Tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ hả? Mẹ hả? Mẹ hả? Tỉnh lại đi mẹ. Mẹ hả? Sau đó người đàn ông này là cha ghẻ của ông ta. Này ăn đi. Ê, theo ta vào trong. Đi mau, qua đi. 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 Vào đi, vào đi. Chết luôn. Thả nó ra đi. Đừng có đánh nó. Im miệng. Đứng dậy. Nè, đừng có đánh nó mà. Thả nó ra đi. Đừng. Im miệng. Đừng mà, đừng có đánh nó nữa. Chết luôn. Tiếc là người đàn ông này đối xử tệ bạc với hai mẹ con của họ, thường đánh đập vũ phu, và còn không cho Điền tướng quân học hành. Mẹ của Điền tướng quân là con gái của danh môn trong thời Khổng Tử, lúc nhỏ đã được học hành, cho nên bất cứ dù cực khổ tới đâu đi nữa,
bà vẫn cố gắng dạy dỗ cho Điền tướng quân, mong là Điền tướng quân được thành tài. Ông à, hãy thả nó ra đi. Tôi dặn xin ông mà, thả nó ra đi. Ông à, đừng có đánh nó nữa. Đánh ra, đánh ra. Mẹ, mẹ à. Điền tướng quân càng ngày càng lớn, phát hiện rằng người cha kẻ đối đãi tệ với mẹ của mình, ngày nào cũng như ngày đó. Rốt cuộc có một ngày, ổng không ngừng bị quân lính của hoàng phủ đuổi bắt. Và rốt cuộc thì ổng đã trở thành một tên cướp. Làm chuyện ác, hại gia đình người ta tan nát, ta phải giết các người. Ông đã tổ chức một toán người chuyên đi trị những người giàu có bất nhân, hành hiệp trượng nghĩa, cho nên được sự ái mộ của người trong làng. Hoàng phủ đương nhiên nhức đầu lắm đó. Về phương diện khác, ông vẫn kiên trì cho tất cả mọi người đọc sách viết chữ, vì ông cho rằng những người đọc được nhiều sách của thánh nhân thì biết được sự phải trái. Hơn nữa, ông còn lập ra nhiều kỷ luật cho những người đó, và muốn rằng những người này không được ỷ mạnh hiếp yếu, thương dân cũng như thương chính mình. Nhưng mà đối với tham quan thì tuyệt đối không thể tha thứ. Ê, nghe ông nói như vậy thì đội tướng quân này không phải là một người có hiếu, hay quá, mà là một đội thắng rồi, rồi. Hay quá. Ông ta đã hết lòng hết nghĩa mà giúp người cha ghẻ vô lương tâm. Gia đã học được truyền lại cho đời sau, tiếc là đáng kính phục hơn. Phải, cho nên mọi người trong trấn này rất là kính phục ổng đó. Ê, đổ đi nè, đổ đi. Ê, thắng rồi. Thắng rồi. Ê, chào Điền tướng quân. Chào các vị. Chào các vị. Chào Điền tướng quân. Này mình ngồi đi, ngồi đi. Điền tướng quân xin ngồi bên này. Điền tướng quân, ông là ân nhân của chúng tôi, nếu không được sự giúp đỡ của ông thì vợ của tôi đã chết rồi. Căn nhà của tôi đã bị mưa bão sụp nát, nhờ công của các ông tu bổ, xin nhận đây một lại nha, xin tạ ơn. Nè, được rồi. Thật ra mọi người không cần phải đa lễ, hành hiệp trượng nghĩa là việc chúng tôi cần phải làm mà. Hơn nữa tôi đã từ quan nhiều năm nay, hy vọng là mọi người đừng gọi tôi là tướng quân nữa. Dù sao cũng là tướng quân của tôi mà. Phải. Tuy là bây giờ ông không làm quan nữa, nhưng mà cái ân tình này chúng tôi làm sao quên được đây. Xin đừng khách sáo. Đi tướng quân, người hãy giết tôi đi. Hỉ, vì đại ca này, tôi và anh không quen biết, tại sao phải làm như vậy? Đi tướng quân, người đã quên rồi sao? 2 năm về trước tôi là giặc cướp địch Tảo, đã bị đánh bại mà. Lúc đó tôi đã nhận lời, nếu như bị người ta đánh bại thì tôi phải bỏ đao xuống, không sinh sống ngày cướp nữa. Lúc đó hả, người đã tặng cho tôi một chữ nhẫn và kêu tôi phải ghi nhớ trong lòng. Trong 2 năm nay tôi đã ăn năn hối cải, nhưng trước đây mấy ngày có một tên tiểu nhân đầu đường xó chợ tới tiệm nhỏ mà gây sự. Kẻ hèn này không nén được tức giận, thừa lúc người đó đã cướp giật của cải, đánh cho anh ta một trận gần chết. Sau khi chuyện xảy ra, kẻ hèn này cảm thấy không yên, đêm không nhắm mắt được. Tướng quân, người đã dạy đầu đội trời chân đạp đất,
trong lòng không thấy xấu hổ mới xứng đáng là nam nhi. Nhưng không ai biết tiểu nhân này một điều cũng làm không được. Tôi đây không còn cách chữa trị rồi. Xin người hãy giết tôi đi. Tôi không còn mặt mũi gặp ai đâu. Xin hãy xuống tay đi. Xuống tay đi nha. Người huynh đệ, tuy rằng người kia đã sanh sự trước, nhưng người đã cướp của cải của người ta. Đó không phải là việc quang minh chính đại. Tại sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy? Tôi đã suy nghĩ nhiều lần. Lần này mong Điền tướng quân hãy phạt tôi đi. Vì huynh đệ, tôi đã không còn là người của triều đình thì đâu có quyền buộc tội huynh. Nếu thật sự bây giờ huynh hối cải, hay là hãy tới quan phủ để tự thú đi, người ta sẽ xử cho huynh. Nhưng mà huynh phải nhớ, những người mà huynh đã từng hại, người ta cũng có cha có mẹ, đương nhiên là người ta rất đau lòng. Điều này huynh phải nhớ nha. Huynh hiểu chứ? Tạ ơn Điền tướng quân đã chỉ dẫn, tôi sẽ đi ngay. Đổ. Thiếu gia lại thua nữa. Ta không tin. Đổ tiếp. Thiếu gia ăn vàng ha. Ê, chờ tiếp đi. Không được, tôi phải đi tiếp khách đó. Ê, tiếp khách cái phải gì rồi, qua đây. Qua đây chờ tiếp ta đi. Cũng là khách mà. Qua đây. Qua đây chờ tiếp đi. Không được, tôi không có tiền. Không có tiền hả? Nè, tôi cho anh mượn. Hả? Đặt đi. Đặt đi. Hồng Nô cô nương, trời đã tối rồi. Tiểu Hán, tôi tới đây là để giúp cho Tôn đại ca lấy áo quần đi giặt. Được, nhưng mà thiếu gia vừa mới ngủ thôi, đừng có la lớn đánh thức ổng đó nhờ. Ừ. Đợi tôi một chút. Nè, cô đứng đây đợi tôi nhờ, đừng có làm thiếu gia giật mình đó. Nếu như không, thì ổng chửi tôi thúi đầu đó. Hả? Số của thiếu gia hình thiệt, đổ bạc đêm nào cũng thắng cả. Tôi đi trước. Cô nương, nếu như có gì cần đến tôi thì hãy cho tôi biết nha. Cảm ơn. À, Tiểu Nhị à, hôm nay người chủ của anh đã nói chuyện Điền tướng quân cho tôi nghe, nhưng mà ông ta nói chưa hết, anh có thể nói tiếp tục cho tôi nghe được không? Cô muốn nghe hả? Phải. Đứa con trai của Điền tướng quân thật là dễ thương, phu nhân của ông ta chắc là một mỹ nhân phải không? Vợ của ông ta không những sinh ra đã mập mạp, tuổi tác còn lớn hơn ông ta, trên một cánh tay á còn có lông nữa thì như vậy đó. Vậy tại sao ông lại cưới người đó? Cô không hiểu được đâu. Tuy là Điền tướng quân là một thủ lãnh của bọn cướp, nhưng cách mấy tháng anh ta đều lén về nhà để thăm mẹ già. Có một lần khi anh ta về tới đầu ngõ, bác Điền à, sao bác lại tự đi gánh nước như vậy? Sao không nói cho cháu biết? Bác có sao không? Bác sao hả? Có đỡ chút nào hay chưa? Mẹ, mẹ à, là con đây. Mẹ à, con về rồi hả? Để mẹ giới thiệu cho hai người biết nhau nha. Vị này là Ân Bình cô nương ở bên cạnh nhà ta. Còn đây là con trai của ta, nó tên là Cảnh. Chào anh. Chào cô. Những lúc con không có ở nhà, Ân cô nương này hay tới săn sóc mẹ lắm. Cảm ơn cô. Không có gì. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thế lực của Điền tướng quân càng ngày càng mạnh, có khoảng 2,000 người theo anh ta, khiến cho người mẹ không được an tâm lắm và nghĩ rằng có một ngày sẽ xảy ra chuyện, cho nên đào con đường hầm ăn thông qua nhà của Ân Bình cô nương. Ân Bình cô nương, cô có thể qua được rồi. Dạ. Dạ. Tốt. Bác Điền à. Bác Điền à, nếu mà có ngày nào đó có người đến bác Điền cảnh thì bác cứ để cho ảnh từ cái đường này chung qua nhà của con,
thì có thể trốn thoát được rồi. Người ta không thể nào bắt được ảnh, phải không? Như vậy thì tốt quá rồi. Cô vì đứa con trai của ta mà nghĩ ra chu đáo. Ân cô nương cô thì là tốt đó. Bác Điền à, cẩn thận nha. Ây da, ngày nào cháu cũng lại đây giúp bác nấu cơm. Săn sóc cái lão già này thiệt chu đáo đó nha. Thì con cũng phải ăn chứ. Ê, giải này là của đàn ông mà. Cháu chuẩn bị may cho ai vậy? Hả? Ồ, có phải là cháu may giùm cho con trai của bác không? Cháu đã thích nó hả? Ân cô nương, ân cô nương, cô không sao chứ? Ân cô nương à, đồ của cô nè. Cảnh Nhi à, Cảnh Nhi, mẹ biết lúc gần đây ở ngoài con đã làm một chuyến buôn bán rất là lớn, cho nên mẹ đã thương lượng với ân cô nương rồi. Làm một cái đường hầm này là có thể thông qua bên cạnh nhà của cổ. Nè con coi, nếu như có xảy ra chuyện gì thì con có thể từ chỗ này trốn thoát được đó. Mẹ à, như vậy có làm phiền người ta hay không? Thì con à, thật ra lúc con không có ở nhà, may mà có cô ta thường qua lại thăm viếng mẹ. Nếu như có cơ hội, con nên săn sóc lại cho cô ta nha. Ừ? Ừ. Ân cô nương. Làm phiền anh nói lại với bác Điền. Hôm nay tôi thấy không được khỏe, tôi không qua ăn cơm đâu. Ân cô nương, mấy năm qua tôi bên ngoài trôi dạt khắp nơi, tôi không có thời gian để lo cho mẹ tôi. Cảm ơn sự chăm sóc của cô và giúp mẹ tôi tránh khỏi sự cô độc. Anh đừng có nói như vậy. Thật ra bác Điền đối với tôi cũng rất là tốt. Phải, ân cô nương, cô còn người thân nào hay không vậy? Mạng của ân Bình bạc bẽo, cha mẹ của ân Bình cách đây mấy năm đều đã qua đời. Như vậy có nghĩa là bây giờ cô chỉ còn lại có một mình.
Tốt, thiệt là tốt. Như vậy là hai người họ đã thành thân. Điền tướng quân thật là có hiếu, vì phải có người phụng sự cho mẹ anh ta mà cùng một người không xứng đáng để thành hôn. Hơi, như vậy thì họ có hạnh phúc không? Còn có chuyện này mà cô chưa biết đó. Hai người họ rất là yêu thương nhau. Thiệt hả? Sao này như thế nào? Bây giờ không còn sớm nữa, tôi sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi. Ê, tiểu nhị, xin anh hãy tiếp tục nói cho tôi nghe đi. Thôi được, cái chuyện tình này đôi khi không thể nói được rõ ràng. Không phải nghèo hèn phú quý dáng mạo bình thường mà có thể quyết định được sự ân ái bạc đầu đâu. Sau khi thành hôn thì cả hai người càng lúc càng quan tâm cho đối phương hơn. Chuyện gì mà con vui quá vậy hả? Mẹ à, nhà hội điện của mình đã có người nói giọng rồi. Thiệt à? Ây da, thiệt là tốt quá. Con hãy nhớ nha, nói với Bình Nhi đừng có làm việc gì nặng. Mà con á, nên về nhà thường một chút. Hả? Con biết rồi. Lúc trước con không lo gì hết, cứ phi du tự tại. Bây giờ con là một người đã có gia đình, hơn nữa vợ con đã mang thai. Con nhất định phải có trách nhiệm với cổ chứ, làm người chồng tốt, người cha tốt. Ừ, thật sự mẹ đã chờ lâu lắm rồi, bây giờ đã được toại nguyện. May mà lúc mẹ còn khỏe mạnh đã chờ được rồi đó con. Mẹ à, mẹ đừng có nói vậy mà. Sau này con sẽ săn sóc cho mẹ nhiều hơn. Con hứa sẽ không để cho con của con sau này phải sống trong những ngày lưu lạc và cướp bóc. Con sẽ đường đường chính chính, ngửa mặt nhìn trời mà không thẹn. Năm đó nước Triệu nước Ngụy đại chiến, nước Triệu đánh không lại. Cũng may trong sự nguy cấp này, Điền tướng quân đã dẫn 2.000 tên sơn tặc chống lại nước Ngụy cứu nước Triệu. Triệu quốc không những là giữ được miền khí, mà trong trận chiến này còn giữ được 2 thành trì. Sau đó Điền tướng quân tự động cầu kiến Triệu Tư Hầu và nói rằng hy vọng có thể dẫn đầu các bộ hạ quy phục triều đình, giúp sức cho quốc gia. Triều đình cũng rất cảm ơn sự cứu quốc có công này và phong cho ổng làm tả đồ quý. Lúc đó Điền tướng quân đã chính thức quy hàng và nhận chức tướng quân bảo vệ quốc gia.
hành quyết. Chém! Quỳ xuống. Đi, đi, đi bộ lên, đi. Quỳ xuống. Mở lên, mở lên, mở lên, mở lên đi. Mở lên. Tướng quân ta mạng, tướng quân ta mạng. Tham quân. Trong thời gian này, Điền tướng quân đã cố gắng cải cách nội chính, tham quan ô lại, bị chém không biết là bao nhiêu. Đã có nhiều người chứng kiến bao nhiêu cảnh chết chóc. Chúc mừng tướng công là một vị công tử. Công tử hả? Mấy tháng sau đó, Điền phu nhân đến ngày sanh nở. Chỉ tiếc là bà sanh khó khăn. Điền tướng quân hết lòng lo lắng. Phu nhân, bà không sao chứ? Phu nhân của ta thế nào? Lúc nãy phu nhân khó sanh vì đứa bé không phải đầu ra trước, cho nên... Phu nhân, bà không sao chứ? Nên bây giờ thần đã lỡ tướng quân, nhất định có rất nhiều con gái của tài của đức nguyện ý gả vào Điền gia của chúng ta, phụng sự cho anh. Phu nhân, ta sẽ không cưới vợ nữa. Bà là người duy nhất của ta. Phu nhân yên tâm đi, bà không sao đâu, bà nhất định không sao đâu, đừng có lo, ráng chịu đựng đi. Phu nhân. Bà không sao đâu. Phu nhân à, tỉnh lại đi. Phu nhân à, tỉnh lại đi. Phu nhân, phu nhân. Nè cô nương à, cô ở đây làm gì chứ? Chuyện nặng nhọc này không phải để cô làm đâu. Không sao đâu, mấy chuyện này tôi đã làm quen rồi. Cô làm quen rồi, nhưng mà những cái người đi chung với cô rõ ràng là một phú gia công tử. Có người còn nói là hai người là vợ chồng nữa. Nhưng mà tôi nhìn ra là cô không có giống. Ây da, xin lỗi nha, tôi nói sai rồi. Thì xin lỗi. Anh Tiểu Nhị à, quan hệ đến câu chuyện của Điện tướng quân hôm qua, anh chưa kể hết cho tôi nghe đó. Ngày hôm nay anh có thể kể tiếp tục tôi nghe được không? Tối hôm qua cô đã nghe hết nửa đêm rồi mà. Tôi xin anh mà, anh Tiểu Nhị. Thôi được, thôi được. Nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Cảm ơn. Điện tướng quân là một người hiệp nghĩa, rất căm thù tội ác. Cho nên trong vòng 5 năm đã giết không biết bao nhiêu là tham quan. Với hành vi này của ổng, tuy là được bá tánh khen thưởng, nhưng mà ổng đã gây rất nhiều hận thù. Những tên tham quan mà ổng đã giết chết còn có rất nhiều người thân trong gia đình, và bọn họ đã đồn đãi lung tung rằng nhất định sẽ giết Điền tướng quân để mà trả thù. Các người là ai vậy? Định nó đã giết gia đình của ta. Người đâu, bắn cái ta. Chuyện gì? Có chuyện gì? Bỏ người ta. Mẹ à, cứ mà kể con. Mẹ à.
Đừng nha. Tại sao phải thả hắn? Con đã khám bắt nhà của nó. Vậy thì làm sao chứ? Nó lại kiếm con để trả thù. Hoàng hoàng tường báo thì biết bao giờ mới hết chứ. Nếu con không làm vậy thì bọn họ sẽ phạm pháp. Con làm vậy là trị tội họ mà. Thánh nhân còn sai, huống chi chúng nó là phàm phu tục tử chứ hả? Đừng có giết tôi. Không được, con nhất định phải giết cho nó. Cảnh Nhi à, đừng nha. Con à, con còn nhớ không, mẹ đã từng dạy dỗ con, làm người thì phải biết bao dung đứa con. Con tha cho người thì sẽ có người khác tha cho con. Mẹ, thiện ác phân minh, tu gia tề tâm, có chuyện gì mà con không làm? Tại sao trời đối với con như vậy? Tại sao trời đối với con như vậy chứ? Có công bằng hay không? Mẹ, mẹ à, mẹ, mẹ à, việc con đã làm đó chỉ là việc nhỏ thôi. Con học nhiều thơ sách, con phân biệt được thị phi, nhưng mà chúng nó không có thể nào hiểu được, không biết cái gì là nhân nghĩa. Con có tấm lòng rộng lượng, biết sai mà sửa đổi, nhưng mà chúng nó thì tạo hóa đã sanh ra như vậy rồi. Chẳng lẽ nào con nhẫn tâm đẩy họ vô cảnh địa muôn đời không khôi phục được hay sao hả? Mẹ, con không phải là thánh nhân, con cũng không muốn làm thánh nhân. Mẹ biết được, con nghiêm minh luật người, là quân tử cho mọi người. Con à, nếu như mà con không phải cho việc thiện mà cố chấp như vậy, có lẽ mẹ đã thoát khỏi tai nạn này rồi. Là do con đã hại mẹ, con xin lỗi mẹ. Thôi đừng nói nữa. Mẹ, mẹ đâu có trách con. Mẹ chỉ mong con hãy cống hiến những gì con đã học và đã biết cho thế gian, để trên thế gian này có ngàn ngàn trăm trăm tên điền cảnh, như vậy thì tốt. Con xin nghe lời mẹ, con sẽ làm được. Đi đi. Đi đi. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con nhất định, con nhất định sẽ nghe lời mẹ. Và kể từ lúc đó, Điền Tướng Quân từ bỏ chức quan, đem hết gia sản trong nhà phần phát cho bá tánh thiên hạ, luôn cả những người đời sau của các tham quan ô lại. Bọn họ thật tâm hối cải thì Điền Tướng Quân đã không tra xét nữa. Và trước mộ của mẹ mình, ổng có làm một lều cỏ để mà tịnh tâm thủ hiếu. Mỗi ngày thì tụng kinh giả ngọc, khai đạo cho con trẻ của mình. Bây giờ đã được gần 3 năm rồi. Những người đã được Điền Tướng Quân truyền bá dạy dỗ còn nhiều hơn là sao trên trời nữa. Đức hạnh và hiếu nghĩa của ổng thật đáng cho cả nước chúng ta phải học tập. À, thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có nhiều việc phải làm. Phiền anh rồi anh Tiểu Nhị. Được cả sáu. Hồng Nô, đói bụng rồi, có gì ăn không? Quê. Hồng Nô à, em đừng có gấp gáp vậy. Tiểu Nhị nói là anh ta ngày nào cũng giải ngọc ở đây đó.
Anh nhìn kìa, em nói đúng, người ta đã bắt đầu rồi. Em làm gì khẩn trương vậy? Nếu như người ta mở một sạp ở đây thì tất cả đều là người. Nhìn kìa. Thôi tiêu rồi, cô ta đã mặc kệ anh rồi kìa. Ngươi chưa nghe qua sao? Anh hùng thấy nhiều rồi, chỉ là bình thường thôi. Lúc đang tuổi thanh niên, cần phải biết sự hờn tuổi của người già. Và khi mà chúng ta đứng ngoài cuộc để xem xét, thì phải biết người nội cuộc. Đó là một cảnh tượng rất thê thảm. Nếu như mình là người trong cung điện phú quý, thì cần phải biết tới tình trạng của những người khốn khổ. Có một bệnh nhân đã từng nói với người y là đã 7 ngày rồi anh ta không được khỏe. Người y nói là anh ta không có bệnh gì hết, chỉ là ăn nhiều quá độ thôi. Trận bắt đầu tình. Thiếu già, đừng có chơi nữa, tôi chịu không có nổi đâu. Nếu như huynh muốn chơi thì hãy chơi với Điền Cảnh đi nha, đừng có chơi với tôi nữa. Chết nhát. Hồng Nô à, đi ăn cơm nha, đi. Tạm biệt. Em và Điền Tướng Quân nói chuyện gì mà vui vậy? Anh không thích nghe đâu. Anh không thích nghe? Điền Tướng Quân nói toàn là những chuyện trong kinh sách, trong sự học vấn đạo lý làm người. Anh không thích nghe, trong lúc người ta đang giảng dạy thì anh lại đi đá cầu. Anh có nghe, nhưng mà nghe lúc vừa bắt đầu thì anh ta giảng dạy nghe buồn quá à. Bình luận sự nhầm lẫn của con người không thể chỉ vì người ta làm một chuyện sai mà nói người ta xấu. Người ta xấu, mình thì tốt. Anh ta hôm nay chỉ nói có nhiêu thôi à? Mặt vô hạn thần tiên tòng thử đắc, nhiêu thiên tai hoạn đạn nhất tề tiêu, nhẫn quan gia trái chủ tòng thử ẩn, hưu nhất thế công danh đắc tự do. Những thứ này đâu có gì mới lạ, chẳng qua chỉ là anh ta muốn lừa gạt những người nhà quê không biết đọc chữ thôi. Mặc kệ anh muốn nói gì thì nói, hơn nữa Điện Tướng Quân không có tức giận đâu. Quê, anh ta lúc nào cũng nói, nếu có một người nào mà chê mình mà mình không tức giận, dù những lời đồn đãi động trời rốt cuộc cũng phải dập tắt. Nhưng nếu như mình nghe được những lời người khác khen chê mà tức giận, dù là những lời nói khéo léo ngọt ngào, sau cùng cũng lấy dây từ buộc mình thôi. Cái này cũng Điện Tướng Quân nói, cái kia cũng Điện Tướng Quân nói. Em nói cũng là do anh chọc trước đó. Thôi đi, đừng nói tới anh ta nữa. Nghĩ thử coi ngày mai đi đâu chơi đi hả? Anh nói đi. Ngày mai đừng có dẫn Tiểu Há theo. Chúng ta sẽ lên núi nè, xuống nước nè. Bây giờ anh ở lại đây, để ngày mai chúng ta cùng dậy sớm có được không? Anh làm gì vậy? Không tôn trọng em. Chúng ta cần kết hôn rồi mà. Anh chỉ muốn là ở trong hoàn cảnh ấm cúng này lưu lại kỷ niệm đẹp đẽ thôi. Hồng Nô tuy là xuất thân hèn kém, nhưng cũng hiểu được thế nào là lễ nghĩa liêm sĩ. Mong thiếu gia tự trọng. Hồng Nô à, quan lớn của Nghị Quốc anh cũng không làm, thân mang trọng tội dẫn em tới chỗ này, không lẽ em còn nghi ngờ lòng của anh sao? Không phải là không tin, nhưng mà nên hiểu rằng từ xưa đến nay con gái là quan trọng nhất là danh tiết. Hồng Nô từ nhỏ đã ở nhờ nơi người, cho nên rất cần cái danh phận, không thì một đời sẽ không làm một con người đâu. Chuyện này dễ thôi. Nè, anh sẽ lập tức chuẩn bị việc cưới hỏi. Nội trong 3 ngày tất cả người trong tiểu quốc đều hay tin này. Anh đối với em tình nghĩa sâu đậm, em sẽ ghi khắc mãi trong lòng. Nhưng mà anh vì em đã bỏ hết danh vọng, Hồng Nô nghĩ rằng Hồng Nô là một tội nhân. Hồng Nô à, em nói cái gì vậy? Không lẽ anh tốt với em là không đúng? Đại trưởng phu phải coi trọng về bảo gia vệ quốc, trừ khử ngoại xâm, đó là việc làm của nam nhi đại trưởng phu như các anh. Nhưng mà anh thấy làm đại sự có mắc mớ gì tới việc anh tốt với em đâu chứ? Anh có cảm thấy giữa hai chúng ta đã hiểu được nhau nhiều chưa? Dĩ nhiên rồi, em muốn hiểu cái gì hỏi anh trả lời cho em ngay. Em vẫn nghĩ rằng có rất nhiều chuyện còn phải chưa đúng lúc đó. Vậy thì thôi, anh đi ngủ nha.
Thiếu gia, đã khuya lắm rồi, thiếu gia còn đi uống rượu hả? Hey, ta chỉ là kêu người đi uống rượu với ta thôi, ta không bắt người trả tiền đâu, đi. Mời hai vị ngồi, bà Dương sẽ tới liền. Ừ. Thiếu gia, hay là tụi mình đi đi. Tại sao? Anh không cảm thấy gì hả? Từ trong ra ngoài đều có không khí âm u, mấy cô đường đó giống như là một phù thủy vậy, có thể là một hắc điếm đó. Hắc điếm hả? Vậy mình đi. Thế giờ vị hoàng gia thiệt là muốn giỡn mặt đó hả? Ở trong thị trấn này ai mà không biết Hạnh Hương Hoa là nơi nổi tiếng nhất, các con đường ở đây là đẹp nhất. Nhưng không may ngày hôm nay là ngày cúng giỗ của mẹ Điền tướng quân, chúng tôi tạ ơn khách quan để tỏ ra lòng tưởng niệm đó. Lại là Điền Cảnh. Hai vị hình như là người của quê khác, nhất định không biết sự tích của Điền tướng quân, để tạ. Thôi khỏi, mấy ngày nay lúc nào cũng nghe chuyện của ảnh, đến nỗi chim bao cũng thấy luôn. Mời hai vị hãy dùng tạm trà, chúng tôi không có cung ứng rượu thịt. Như vậy người đẹp có chứ hả? Rượu thịt cũng không có, thì người đẹp cũng không có nữa. Như vậy sao mà làm ăn được? Với trà đãi khách, khách sẽ cảm thấy như đang ở nhà của mình. Để tôi kêu một số người tới đây để biểu diễn vài trò để hai vị coi nha. Ta muốn người đẹp, ta muốn uống rượu. Vậy thì người đã làm khó dễ lão thân này rồi. Tiểu Hoa. Dạ. Không được đâu. Khó mà làm được. Tôi làm ăn với hai vị, tôi nghĩ chắc không có sao đâu. Nhưng mà hai vị phải giúp cho tôi giữ kín bí mật này đó nha. Nếu để người ngoài biết thì cái tiệm nhỏ bé này nhất định phải bị đóng cửa ngay. Đã lấy tiền rồi sao mà còn lộn xộn vậy? Được, để tôi đi chuẩn bị rượu và kêu mấy cô nương. Nói như là thanh cao khí tiết, tất cả đều mang mặt nạ làm người. Điều quan trọng nhất là có tiền có của cải. Như vậy thì chưa có chắc đâu. Thiếu gia, tôi cảm thấy vị Điền tướng quân đó khác hẳn với người khác đó. Theo như người nói thì anh ta thanh cao hả? Ta không tin rằng trước mặt các người đẹp anh ta vẫn ngồi yên. Đại gia, ăn chuối đi, đại gia, ăn đi. Ê, được rồi, ồn ào quá. Biết trước thiếu gia không có được vui vậy thì đến đây làm gì chứ, phải không? Cũng tại cái tên Điền Cảnh. Nếu không thì Hồng Nô đâu có lạnh nhạt với ta chứ. Tại sao cô tự trách mình đi? Đại gia, đấm này cho đại gia nha. Được rồi. Hey, đấm gì mà đau vậy? Ra ngoài hết đi. Ra ngoài. Hương giả giản dị, không có gì ngon để mà đãi khách. Túc đại nhân từ xa đến thăm viếng, thật là có lỗi. Nhiều đại nhân, chúng ta kết bạn hai mươi mấy năm, những lời khách sáo đó đừng có nên nói nữa. Từ khi dọn về đây đã được 3 tháng hơn, thấy chim bay á còn nhiều hơn là dấu tích của người nữa đó. Cuộc sống thanh tịnh giờ đây so với lúc trước trong quan trường cứ tranh giành danh lợi, không biết chừng nào mới được an nhàn hưởng tuổi nữa. Túc đại nhân có chuyện gì mà thở dài vậy? Ta trước là muốn thăm viếng ông, sau đó muốn bàn với ông một chuyện. Nhưng mà thấy được ông nhẹ nhàng vui vẻ với cảnh sống thiên nhiên này, thì không muốn ông trở về lại cái phàm trần tục thế nữa. Nhất là triều đình đã xảy ra. Từ khi Như Huynh rời khỏi triều đình giống như là cây lớn rụng lá vậy. Hoàng thượng buông theo lời của Bàn Quyền, Bàn Quyền vì muốn lập được công lớn đã định kế hoạch tấn công các đại quốc. Hả? Huynh nói cái gì? Vì muốn dự bị quân đội cho năm tới, nó đề nghị gia tăng thuế má, bắt lính tráng xây cất thành trì. Hoàng thượng đều chấp nhận tất cả những ý kiến này. Tại sao lại không phải nói các việc đó chứ hả? Nếu như hoàng thượng chịu nghe thì đâu có chuyện phiền não này chứ. Bây giờ hắn là thần tính của hoàng thượng, muốn trở lại được như lúc xưa phải nhờ vào nhiều huynh. Tôi giúp con của tôi rồi, khi nó đi đi. Đi. Ở lại con của tôi đi.
Lão bá này, lão bá kiếm ai vậy? Sao con thông báo trước là vào trong này? Sao tôi lại chưa có gặp anh vậy? Trường Dượng đâu? Lão Đinh đâu? Thì ở đây không có những người đó. Đi đi, đi đi. Cha, quản cha lại đây. Phu nhân, tại sao lại đổi hết người làm vậy hả? Còn nói cho cha biết đi. Tại vì tướng công nói Trường Dượng mấy người đã già rồi nên cho tiền họ về quê để sống. Còn cái tấm bảng trước nhà thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải đã mục nát rồi thay đổi không? Là... Ê, những chuyện này không tính. Cha hỏi con, bàn quyền đối với con tốt không vậy hả? Tốt. Tướng công ngày nào cũng nói là muốn đi thăm cha, nhưng mà vì bất đắc dĩ có nhiều nhiệm vụ phải làm nên không có thời gian. Con đừng có nên che đậy nó nữa. Cha làm quan đã mấy chục năm rồi, lẽ nào việc triều bận rộn mà cha không biết hay sao? Coi con kìa, đã qua giờ hội rồi mà không thấy tâm tích gì của nó. Vậy nó đi đâu rồi? Lúc bình thường anh không phải là như vậy. Hôm nay nhất định là có việc quan trọng đó. Hey, tất cả đều do ta không tốt. Trong tất cả cuộc đời của cha, điều làm sai duy nhất là đã chọn lầm người chồng cho con rồi. Nè, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Tránh ra, ta không cần các người giết ta. Tránh ra. Tướng công, phụ thân đã đến kìa. Sao tướng công sai quá vậy? Nhạc phụ đại nhân. Cha à, để con dì anh vào phòng trước nha. Đã phải uống. Văn chương của tiên sinh viết rất sâu sắc và độc đáo, còn nét chữ thì như là rồng bay. Không ngờ tiên sinh đã từ quan quy ẩn, nhưng lòng ái quốc vẫn như xưa. Sự ra đi của Khanh đây là một tổn thất cho xã Tắc Đô. Chẳng qua là ăn không ngồi rồi. Đó là những cảm nghĩ của tôi thôi. Nhưng mà nhiều năm phụng sự, tự nhiên lại nhàn rỗi, thật cảm thấy khó chịu quá đi. Những lúc sau này không biết làm sao để mà tiêu khiển được nữa. Nếu như Khanh cảm thấy buồn, hay là trở về triều đình đi. Khanh đây có đầy lòng nhiệt tình và lo cho bá tánh. Nếu Khanh trở lại, như vậy cũng rất hay. Hôm nay trước khi thăng triều, ta loan báo một tin vui. Đó là chức vị thừa tướng kiện khuyết từ lâu và được chọn một người rất là lý tưởng. Nhiều thừa tướng đã muốn trở lại làm quan, cùng với các vị khanh gia hợp sức để phục vụ cho triều đình. Thần xin cúc cung tận tụy phục vụ cho triều đình để cảm tạ vương ân. Hay lắm. Chúc mừng. Nhiều đại nhân, chúc mừng đại nhân tái phục chức vị. Chúng ta lại cùng nhau vì triều đình mà ra sức. Ê, đúng ra phải nói là chúng mình kề vai tác chiến. Nhà phụ đại nhân, lần này trở lại triều đình sao mà vội vàng như vậy? Ta đây là người làm việc, lúc nào cũng muốn làm việc gì thì làm liền à. Hãy muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Bộ con không được vui hả? Nói cho cha nghe đi. Đương nhiên là không rồi. Nhạc phụ đại nhân là người kinh nghiệm quan trường, đối với triều đình trên dưới đều có ích lợi cả. Con biết được đạo lý này thì tốt rồi. Ta chỉ sợ có nhiều người đã quên hẳn đi câu gừng càng già càng cay. Lão thần được hoàng thượng và tiên hoàng cả hai đời coi trọng. Đời người có thể mất gì giang sơn, nhưng không thể bị lừa gạt được. Những bọn loạn thần tật tử mưu đồ ở trong triều, đục nước béo cò. Lần này ta trở về là để trừ gian diệt tà.
vì nghĩa mà có thể quên người thân, không tiếc tài. Nè Rải Hiền, còn nói là cha nói có đúng hay không vậy hả? Những lời nhạc phụ đại nhân nói rất đúng. Như đại nhân, mời. Giúp em chợ lương được không? Anh coi nữa, ở đây em chợ công tướng. Hey, tức chết được. Người đẹp trước mặt mà có thể coi như không thấy. Phải rồi, ngược lại chúng mình là hơi háo sắc nữa đó. Vậy ngươi còn coi nữa?